tất cả các bạn, mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Livan Sport. Như các bạn đã biết, trang phục tập luyện phù hợp không chỉ mang lại cho bạn vẻ ngoài thể thao cá tính mà còn đem đến sự thoải mái, năng động trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, việc lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cũng như mục đích tập luyện không phải ai cũng làm được. Vì thế ngày hôm nay Minh Thúy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số mẹo nho nhỏ để có thể dễ dàng trong việc lựa chọn trang phục khi đi tập nhé. Clip ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số những mẹo nho nhỏ khi chọn đồ tập gym, đặc biệt là dành cho những bạn mà có vòng hai kèm thon gọn hoặc những cô nàng thích phong cách kín đáo nhé. Đối với những bạn này, chúng ta sẽ có hai cách lựa chọn để có thể lựa chọn cho mình những trang phục phù hợp khi đi tập gym. Cách đầu tiên, chúng ta sẽ chọn những trang phục kín đáo để làm sao có thể che đi cho mình những khuyết điểm của vòng hai kèm thon gọn nhé. Ví dụ như bộ áo cộc tay, bộ ba lỗ hoặc có thể kết hợp áo ba lỗ, cộc tay khỏe khoắn với các loại quần đùi, quần lửng hay quần dài tùy thích. Những bộ đồ này thường có thiết kế sẵn lớp lót và đệm, phù hợp cho những bài tập yoga hay những buổi tập nhẹ nhàng, cũng có thể mặc khi tập ngoài trời. Còn nếu bạn thường xuyên phải vận động hay tập những bài tập tạ nặng thì chúng ta có thể lựa chọn cách thứ hai này nhé. Ở cách thứ hai này thì chúng ta có thể mặc những chiếc áo sport bra như thế này, vừa ôm và nâng đỡ vòng 1, kết hợp theo đó là một chiếc áo tank top mặc bên ngoài như thế này. Khi mix kiểu này thì vừa kín đáo mà lại thoải mái trong việc tập luyện phải không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ không cần phải mặc những chiếc áo lót ở bên trong mà vòng 1 vẫn được nâng đỡ và bảo vệ. Thậm chí trông bạn sẽ rất thể thao và cá tính đấy. Áo tank top của Livan được may bằng chất liệu lưới, mềm mịn, co giãn 4 chiều nên khi mặc lên sẽ cực kỳ nhẹ, thoáng mát và dễ chịu, cảm giác như đang không mặc và đặc biệt là cực kỳ tôn dáng. Ngoài ra mình cũng sẽ gợi ý cho các bạn những cách phối hợp màu áo như sau. Hầu hết những chiếc áo tank top thì thường là những màu sắc nổi bật như thế này thì chúng ta có thể kết hợp với những chiếc áo sport bra ở bên trong với những màu sắc vô cùng đơn giản, ví dụ như là đen, xám hay trắng. Hoặc chúng ta cũng có thể mix theo cách thứ hai, đó chính là chọn những chiếc áo sport bra cùng với những chiếc áo tank top như thế này, cùng tông màu nhé. Có thể nói sport bra là một trong những phụ kiện không thể thiếu đối với các nữ gymmer. Nó không chỉ giúp nâng đỡ và cố định vòng 1 trong quá trình tập luyện. Đối với loại phụ kiện này thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, làm sao cho phù hợp với vóc dáng cũng như là nhu cầu tập luyện của mỗi chúng ta nhé. Ví dụ như những chiếc bra dày nhỏ sẽ phù hợp với những bạn gái có thân hình nhỏ nhắn và tập các bộ môn nhẹ nhàng như múa hay là yoga. Những chiếc bra bản to sẽ phù hợp với những bạn có dáng người đầy đặn hoặc phải tập luyện những bộ môn thường xuyên phải vận động với cường độ cao. Điều đặc biệt nhất khi đến với thương hiệu của Livan Sport, các bạn không chỉ được tư vấn kỹ lưỡng về những sản phẩm phù hợp với vóc dáng, mục đích tập luyện của mình mà còn được cam kết về chất lượng của sản phẩm. Hầu hết những chiếc áo của Livan Sport đều được may sẵn lớp lót bra ở bên trong và miếng đệm mút để nâng đỡ vòng 1. Tất cả những sản phẩm của Livan Sport đều được may với máy may 4 kim, rất chắc chắn và không lo bung chỉ nhé. Và điều quan trọng nhất làm nên thương hiệu của Livan Sport đó chính là chất liệu của sản phẩm, 100% vải thun co giãn 4 chiều Hàn Quốc, thấm hút mồ hôi rất tốt và khô rất nhanh. Cuối cùng là một lưu ý nho nhỏ mà Minh thì muốn nhắn đến các nàng, đó chính là ngoài những trang phục tập gym ra thì chúng ta cũng nên sắm cho mình những phụ kiện tập gym hữu ích đi kèm như giày thể thao, túi chống, găng tay, dây band đàn hồi hay là túi đựng điện thoại. Tất cả những item này đều có sẵn tại các cơ sở của Livan Sport. Mời các nàng cùng ghé thăm và lựa chọn cho mình những phụ kiện phù hợp nhé. Trên đây là một vài chia sẻ nhỏ nhỏ mà Minh Thùy muốn gửi đến những nàng sở hữu vòng hai kém thon gọn và những cô nàng thích phong cách kín đáo. Rất hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn đồ tập gym phù hợp với vóc dáng cũng như mục đích tập luyện của mình nhé. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho Livan Sport. Ủng hộ Livan Sport có thêm động lực để làm những video hữu ích như thế này nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.